Chiều 19 tháng 2 năm 2023, chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airlines chở đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ đã đáp xuống sân bay Nội Bài, thành phố Hà Nội. Sau 9 ngày làm nhiệm vụ quốc tế hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm cứu nạn và trao viện trợ nhân đạo, các cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác của Bộ Công an đã về nước an toàn, khỏe mạnh. Trước khi đoàn về đây thì trên đường về thì cũng được nước bạn là đưa tiễn là rất là trân trọng, và họ là ghi nhận cái công lao, cái đóng góp của đội cứu nạn hộ Việt Nam. Đón đoàn công tác có hai thứ trưởng Bộ Công an là Trung tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn và đại diện các đơn vị của Bộ Công an, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam. Qua cái công tác cứu nạn cứu hộ này thì rõ ràng là ngoài cái tác nghiệp chúng ta ở hiện trường thì chúng ta còn học hỏi được rất nhiều những kinh nghiệm của bạn bè quốc tế trong công tác cứu nạn cứu hộ, và rõ ràng là cái tích lũy kinh nghiệm này nó sẽ tạo nên những cái bài học, những cái kinh nghiệm mà rút ra cho cán bộ chiến sĩ chúng ta. Và 24 chiến sĩ trở về rất là khỏe mạnh, hoàn thành nhiệm vụ thì rõ ràng đấy là một cái điều phải nói là rất là tốt đẹp trong công tác cứu hộ. Và chúng ta đã vượt qua khó khăn, cứu được người dân nhưng vẫn đảm bảo được cái điều kiện tính mạng, sức khỏe của cán bộ chiến sĩ trong cái điều kiện hết sức ngặt nghèo như vậy. Báo cáo kết quả, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, trưởng đoàn công tác cho biết, những ngày làm việc ở thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn đã di chuyển qua nhiều nơi để cứu nạn cứu hộ. Thành phố Adiyaman là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn công tác đã dùng camera siêu nhỏ và các dụng cụ cứu hộ mang theo từ Việt Nam để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt. Đại tá Nguyễn Minh Khương cho hay, dưới thời tiết khắc nghiệt từ âm 6 độ C đến âm 10 độ C, đoàn Việt Nam đã phối hợp cùng lực lượng các nước giải cứu thành công một thiếu niên an toàn ra khỏi khu sập đổ, đưa 14 thi thể ra khỏi đống đổ nát, bàn giao cho cơ quan y tế địa phương. Đội đã phát hiện được sự sống ở dưới đống đổ nát sau 6 ngày bị vùi lấp, và bản thân đã tiếp cận được nạn nhân và đã trao đổi trực tiếp với nạn nhân và trả lời lại với người cứu hộ. Đó là một cái cảm giác không thể quên được trong cuộc đời làm những cứu nạn cứu hộ, thật là thiêng liêng. Và khi đưa được nạn nhân ra ngoài thì cảm xúc là không thể diễn tả được. Đoàn công tác của Bộ Công an vừa trở về có cả các cán bộ chiến sĩ từ PC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Sau lễ đón ở Hà Nội, các cán bộ chiến sĩ sẽ tiếp tục lên máy bay để trở về đơn vị, về với gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh sau 10 ngày lên đường làm nhiệm vụ. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.